Hello, xin chào anh em, là tớ Nguyễn Quang Thuận đây. Trong video hướng dẫn về AutoCAD lần này, tớ sẽ chia sẻ cho anh em, đặc biệt là anh em đang làm việc tới các cái vấn đề về hệ tọa độ trong AutoCAD, các anh em về bản đồ hay là đất đai các thứ ấy, mà hay làm việc đến tọa độ và cần khai báo hay xuất các hệ tọa độ trong CAD làm sao nhanh nhất, thì hôm nay tớ sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Và đây là trong cái dữ liệu 10 GB thư viện để cho anh em mà đăng ký học online của tớ. Đấy, tớ đã gửi cho anh em rồi và nó nằm trong một clip kết hay dùng này. Đấy. Và clip này tôi cũng chia sẻ miễn phí cho anh em đang xem video này ở đây trên kênh YouTube của tớ. Clip này có tên là ghi tọa độ điểm là TD. Thì bây giờ anh em mở AutoCAD lên. Đấy, tại đây có thể anh em vẽ một cái hình bất kỳ rồi. Đấy. Các bạn muốn xuất các hệ tọa độ của các cái điểm chúng ta cần khai báo ở trên này. Thì ta làm như này, có lệnh là AP. Upload này. Và tìm đến cái clip đó. Clip ở đây là ghi tọa độ điểm và cái TD chính là cái tên lệnh mà anh em cần phải nhập vào dòng comment giống như một lệnh bình thường sau khi load, được chưa? Load rồi đã load thành công. Anh em nào muốn dùng thường xuyên thì có thể load cái clip này vào một content, được chưa? Ok, close lại và bây giờ ta đã có thể sử dụng lệnh TD như một lệnh bình thường. TD tại đây anh em có thể nhập chiều cao chữ bước đầu tiên, được chưa? Thế thì chiều cao chữ là bao nhiêu? Thông thường thì tớ hay nhập bằng 1 để bởi vì chúng ta chưa biết cái đối tượng chúng ta so với chiều cao này như nào, thì lấy chiều cao là 1 là cơ sở. Chẳng hạn như khi nhập rồi thì nếu mà nó đang nhỏ so với đối tượng thì ta nhập lớn lên, còn đang quá lớn so với đối tượng ta thì ta nhập nhỏ đi. Hiện tại mình nhập bằng 1 đấy. Và bước 2 là anh em sẽ chọn các vị trí có tọa độ cần ghi, ví dụ các cái đỉnh này mình muốn này đấy, thì ngay lập tức thì nó sẽ ghi chú các cái tọa độ của chúng ta, được chưa? Đấy. Thì và anh em một lưu ý là cái tọa độ này thì cái điểm x nó sẽ nằm ở dưới, được chưa? Và y nó nằm ở trên, được chưa? Đấy. Ví dụ là 11940.78.37 này, đây là tọa độ của điểm x này, x này. Đây là tọa độ y, cao độ của cái điểm mà chúng ta vừa mới chỉ định ở đây, được chưa? Đấy. Thì nó sẽ khai báo chúng ta rất nhanh chóng và anh em cứ muốn tích vào điểm nào nó sẽ ngay lập tức nó khai báo ngay ra màn hình cho chúng ta và nó ký hiệu ở điểm N1 này, N2, N3, N4 đấy, rất là rõ ràng để chúng ta có thể là thao tác cũng như là làm việc đấy, và nó ghi chú chúng ta thành một đối tượng riêng biệt. Chẳng hạn như đối tượng chúng ta mà các bạn khó nhìn mà nó tách một cái layer khác đi, đấy, để cho nó khác màu chẳng hạn, layer nét cắt chẳng hạn, hoặc là một cái layer trong cái đối tượng bản vẽ của bạn quý thì đổi màu đi cho nó đúng. Đó. Ok chưa? Ở đây thì mình có chuẩn bị một cái ví dụ hai, đó là trong cái bảng Excel nhớ anh em là về tọa độ, về thửa đất các thứ thì cũng liên quan đến nhập các tọa độ x y rất là nhiều này. Dạ, thì đây mình đang có sẵn rồi, thì ví dụ là điểm x và y mình sẽ viết dưới dạng là x và y ở đây. Dạ. Và mình sẽ copy tất cả này, các cái tọa độ này, các bạn Ctrl C giúp mình và nhập vào trong CAD thì như nào, các bạn gõ lệnh PLA, lệnh PLA kiểu bình thường thôi, và tại cái dòng comment đấy, các bạn Ctrl V vào PLA này, PLA cách này, xong Ctrl V vào đấy, Enter thì ngay lập tức các cái đối tượng được tạo bởi các cái điểm đấy sẽ nối liền bằng cái nét PLA như này. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu dùng lệnh TD này. Nhập chiều cao, ví dụ là nhập 0.5 thôi. Để cho nó nhỏ thôi, nó không hiển thị quá lớn so với đối tượng ra. Đấy, ví dụ anh nhập 0.5 đây. Đấy, tích vào đây. Đấy. Ví dụ vậy. Thì giả sử những cái điểm ở đây là điểm 5932, 5784 này. Thế một cái điểm nữa là tọa độ là 11940.92.42. Thế đây là tọa độ điểm N1, cái điểm góc ở đây. Thì xem nó tương ứng với cái điểm nào, nó chính là tương ứng với cái điểm GPS 1 đây, chính là điểm đầu tiên. Và các bạn thấy là đây là x này. X là 42 này và y là có đuôi là 84, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là xem nó hiển thị đây là 42 đang là x ở dưới, thì để các bạn hết sức là lưu ý x và trên này nó sẽ là y là 84 điểm N1, và tương ứng với các cái điểm còn lại thì các bạn cũng nhập chiều cao tương tự làm sao để nó thuận cái mắt nhìn và nó không bị tỷ lệ nó bị chèn vào cái đối tượng khuất chúng ta, được chưa?
cho đối tượng ta một cái layer khác để dễ nhìn hơn. Đó. Ok, trong clip này thì cũng đơn giản như vậy thôi. Thì anh em có thể tải clip này ở tại cái phần mô tả của video này nhé. Mình chia sẻ hoàn toàn là miễn phí. Và tất cả anh em có những câu hỏi nào khác thắc mắc thì liên hệ với kênh của mình và đăng ký kênh của mình YouTube. Đó, hay là liên hệ qua Facebook của mình. Đây là trang web của Đồng Ống Kết Việt Nam. Mình lập được khoảng tầm vài năm rồi và chia sẻ cho anh em những cái thư viện phôn chữ hay là thư viện về AutoCAD hay là những cái thủ thuật miễn phí trên này. Anh em hãy theo dõi website. Và đây là khóa AutoCAD thực chiến. Đó. Hiện tại đã có khoảng tầm hơn 3.200 anh em học viên đã tham gia rồi. Đấy, học khóa học online tại nhà, học trọn đời. Đấy, anh em có thể thực chiến các cái bài học dành cho người mới bắt đầu từ con số 0 cho đến thành thạo với sự chia sẻ trực tiếp là của mình hướng dẫn. Ok, xin chào anh em. Thank you.